Tiếp tục chia sẻ kèo AirOp cho anh em, thì trong video này mình sẽ review cho anh em một cái AirOp của Kyoto Protocol. Để làm được cái AirOp này á, chúng ta sẽ bỏ ra khoảng là vài phút thôi anh em, khoảng 5 phút thôi. Chúng ta sẽ có 3 cái đường link. Đầu tiên là đường link tham gia vô whitelist, cái thứ hai là yearly, cái thứ ba là chúng ta sẽ remin. Thì chúng ta thực hiện từng bước nhé. Đầu tiên là đăng ký whitelist này. Ok. Sau khi bấm vào đường link của mình nhá, nó sẽ hiển thị cái phần cho anh em sign up today. Nếu như nó không hiển thị hoặc là lag á, thì chúng ta kéo xuống dưới cùng này, nó có chữ sign up now này anh em. Load lại trang là được thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm tên của bạn này, rồi last name của bạn này, địa chỉ email của bạn này, bấm vô tôi đồng ý với điều khoản này, sau đó bấm sign up là được. Vậy là anh em đã đăng ký cái whitelist thành công rồi. Chúng ta sẽ có một cái đường link đi giới thiệu bạn bè nếu như anh em quan tâm đến cái mục này. Và đừng quên vào email của anh em, nó sẽ gửi một cái tin nhắn cho chúng ta xác minh, confirm email, bấm vô. Đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm yearly nha anh em. Đây, chúng ta sẽ có một cái đường link yearly, bấm OK. Rồi chúng ta bấm accept này. Để làm được yearly á, thì chúng ta phải có cái tài khoản yearly đúng không? Tài khoản yearly thì anh em sẽ kết nối các mạng xã hội như là Discord, Twitter là được thôi. Thêm một cái ví MetaMask nữa ha. Ở đây anh em nếu như muốn đi giới thiệu bạn bè trên yearly á, thì anh em bấm một invite friend này. Đó, là chúng ta đã copy cái đường link rồi. Bây giờ anh em chỉ cần gửi cho bạn bè thôi. Còn không muốn giới thiệu bạn bè thì chúng ta có thể tự làm các nhiệm vụ ở trong đây. Làm các nhiệm vụ này nó dễ lắm anh em. Đó, các nhiệm vụ như là reply comment này, hay là chia sẻ bài thả tim này, thì chúng ta cứ bấm claim luôn nhá. Follow thì anh em cũng claim luôn. Tại những cái nhiệm vụ này nó không có duyệt gắt á, thế nên chúng ta bấm vô là nó hoàn thành rồi. Đó, claim luôn. Còn các nhiệm vụ nào mà anh em claim không được thì chúng ta mới làm ha. Với nhiệm vụ Discord này thì nó yêu cầu mình tham gia Discord này. Đó, thấy không? Mình chưa tham gia, thế nên nó báo mình á là không hoàn thành. Đó, thì mình phải join cái Discord của nó trước đúng không? Ở đây thì chúng ta vẫn có nhiệm vụ đó là đi giới thiệu bạn bè, nhưng mà nó chỉ có một cái thôi, có nghĩa là anh em giới thiệu một người thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần nhất thiết phải giới thiệu nhiều. Còn cái nhiệm vụ đây, chúng ta sẽ có một cái khảo sát câu hỏi quiz ha. Thì ở đây anh em chọn đáp án cho mình là 300.000. Claim. Rồi, vậy thôi, đơn giản thôi ha. Các nhiệm vụ khác thì nó cũng dễ thôi. Tiếp tục đến với cái phần thứ ba là chúng ta sẽ remin. Đây, bấm OK. Rồi, chúng ta bấm Login to Register. Anh em sẽ kết nối với ví MetaMask nhé. Sau khi kết nối xong, chúng ta phải connect với cái tài khoản Discord của anh em nữa. Phê duyệt này. Join tham gia vào cái Discord của dự án. Chấp nhận này. Nếu như anh em đã tham gia cái Discord nó trong lúc mà anh em làm nhiệm vụ yearly rồi á, thì bây giờ chúng ta không cần phải tham gia nữa ha, tại vì anh em đã xong rồi. Còn lúc nãy mình chưa tham gia thì tiền thẻ bây giờ mình bấm luôn. Chúng ta cứ chọn đại cũng được ha. Quay lại cái đường link remin thì chúng ta có thể thêm cái địa chỉ email của anh em vô để chúng ta nhận được các cái thông báo của nó. Còn không thì chúng ta bấm vô click to register. Rồi, đợi nó check một chút ha. Đó, vậy là chúng ta thành công rồi anh em. Chúng ta cũng có thể bấm chữ tweet, đăng một cái bài lên Twitter chia sẻ cái dự án này. Còn không thì thôi, chúng ta đã tham gia thành công rồi anh em. Khi nào có thông báo mới mình sẽ update trên kênh Telegram nhé.